váy 2 dây đầm maxi và bikini trong cái chuyến đi biển sắp tới của mình, thì mình đã book ngay một gói tắm trắng ở bên nhà Lavender By Chang. Và đây là spa tắm trắng cho Ngọc Trinh nè, Bảo Thy nè, Hoa Hậu Giáng Huy và Angela Phương Trinh đó mọi người. Và đây sẽ là hai máy mà hôm nay mình sẽ làm, có tên gọi là Infra Aquasonic. Hai máy này ở trên hình thì rất là bình thường nhưng mà ở ngoài á nó to đùng và rất là hoành tráng mọi người à. Mình nghe các bạn tư vấn ở bên này nói là tắm trắng còn săn cơ tan mỡ nữa, nghe thôi là thấy xịn sò đúng không mọi người? Giống với các quy trình tắm trắng thông thường thì bước đầu tiên sẽ là tẩy da chết. Ở đây các chị làm rất là kỹ và nhiệt tình lắm mọi người. Bước đầu tiên thôi mà đã mất 30 phút rồi. Mình cảm giác là làm xong cái lớp sần nó khiến cái da của mình sần sùi nè, dây bì đã được loại bỏ hoàn toàn. Và ngay ở bước này thì mình đã cảm giác là da mình mịn màng hơn rất là nhiều. Bước này là bước gì vậy chị? Bước này là mình thoa ủ trắng hết trong vòng 30 phút đó chị. Là cái bước này là hình như là cũng là bước làm men rượu từ Nhật, từ Sake đúng không chị? Em biết luôn hả? Em biết rượu Sake luôn hả? Dạ em cũng có tìm hiểu trước khi làm đó chị. Men rượu này thì có khá nhiều vitamin nè, rồi amino acid rất tốt cho việc dưỡng ẩm, làm sáng da và xe khít lỗ chân lông. Đặc biệt là còn chứa rất nhiều acid kojic sẽ làm chậm quá trình sản sinh melanin nè, gây sạm, đồi mồi và không đều màu. Nó còn xử lý luôn các tình trạng da khô sần, khô ráp, nứt nẻ, sẽ giúp cho da mình mềm mịn hơn rất là nhiều. Sau khi ủ trắng 30 phút, da đã sáng hơn rất là nhiều và khi rờ vào nó mềm mịn luôn. Và chuẩn bị thì các chị sẽ bôi lên một lớp ủ nữa trước khi mình bước vào máy này. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị vào trong nha mọi người. Em có thấy nóng không em? Dạ không chị, chị hơi ấm ấm thôi. Nhưng mà mình ngồi trong này bao lâu rồi chị nhờ? Dạ 15 phút này. Dạ. Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Mặc dù là nước đang sôi và cái hơi nước nó đang lên như thế này nhưng mà thật sự là nó không hề nóng nha. Nên mọi người làm thì mình rất là yên tâm. Cái máy tôi đang ngồi là Infra Aquasonic nha mọi người. Thì công nghệ này nó sẽ sử dụng ánh sáng hồng ngoại infrared kết hợp với hơi nước để đẩy soi các tinh chất men rượu sake lúc nãy vào sâu các lớp hạ bì của da và để có hiệu quả dưỡng trắng gấp 3 lần và đồng thời khóa trắng luôn. Đây là máy Ultra Infrared. Lúc đầu á mình nghe tư vấn là đi tắm trắng mà còn được giảm béo thì mình thấy rất là tò mò. Vẫn còn các bước thoa dưỡng này mới xong đây. Bước này thì ngoài cấp ẩm cho da mềm mướt hơn thì còn làm tăng hiệu quả làm trắng và sáng da. Chị chuyên viên massage rất là nhẹ nhàng và cực kỳ thư giãn luôn. Ta-da! Đây là thành quả sau 5 buổi tắm trắng của mình. Da của mình đã bật lên ít nhất là 3 tông rồi. Không những là da trắng mà bây giờ đã mềm mượt hơn rất là nhiều, mình cực kỳ thích. Da đã trắng như thế này rồi thì mình tự tin diện mọi outfit đi biển luôn ha. Màu gì kiểu gì mình cũng cân hết.